Xin chào hết tất cả các cô chú, các anh em gần xa. Tối hôm nay mình chia sẻ cho tất cả một khúc đường đơn giản thì mọi người mến mộ. Hãy theo dõi kênh và tham gia hậu viên để cùng tiếp tục dưới kênh đi đến con đường thành công tốt đẹp trong âm nhạc. Và nói riêng tối hôm nay là cây đường nhảy. Khúc thể hiện cây đường nhảy như thế này, mình tin chắc rằng một thời gian không dài thì tất cả mọi người cũng thể hiện và chơi như mình. Đó là một cái đoạn rau mùi mặn, rau nam mùi mặn, thì mọi người cứ theo dõi và nghi đi nghi lại, và mình sẽ chia sẻ cái cách rau như thế nào nó mùi mặn và cái thế đường như thế nào cho tất cả mọi người cùng lắng nghe và cùng rèn luyện để cùng đi đến con đường thành công tốt đẹp trong một cây đường nhảy. Đó là một khúc đờn mùi nam, năm pha tự do. Và cái cơ bản trong một cái đoạn này chúng ta áp dụng tất cả các cái bài, gọi là cái ngón đờn cơ bản để chúng ta phân tại gì và chúng ta áp dụng cho tất cả các cái bài sau này. Ví dụ bây giờ là con phải đưa thể hiện cho các cô chú một cái căn bản gọi là bài năm pha. Vừa rồi là một cái đoạn như thế này, cô chú cứ nghi đi nghi lại, rồi cô chú phải đúc kết cho mình một cái cơ bản, ít nhất là con đường 10 thì cô chú cũng phải lấy được nêm xéo, rồi cô chú áp dụng vô cái buổi đường của mình ở các trong công việc cũng như là một cái lĩnh vực nào đó. Thì clip sau con sẽ chia sẻ cho tất cả các cô chú cái thế đường như thế này, là đường kiểu sao nó ra như thế này, và cái những cái ngón đường liên lế đây là cái mức đường là gọi là cấp 1 tiểu hẹp nha tất cả các cô chú. Còn sau này là các cô chú lão luyện là con sẽ chia sẻ cho lên lần lần để chúng ta cùng thành công tốt đẹp trong một cái đường nhảy. Và clip đến đây con xin chào tất cả các cô chú, và nếu các cô chú mến mộ thì tham gia đăng ký, nhấn đăng ký kênh, gõ chuông tất cả và chia sẻ video. Và cô chú nào muốn học hỏi cái đường nhảy thì cô chú tham gia vô hậu viên
vô hậu viên của kênh thì nó sẽ có tất cả hướng dẫn cho các cô chú và đi vào hậu viên, và những cái clip, những cái bài học thì nó sẽ hiện lên cho tất cả các cô chú bắt được để các cô chú cùng luyện tập. Xin chào và hẹn gặp lại.